Tâm lý của con gái rất là khó chấp nhận một người tình yêu mới. Mà thì em cứ coi như là em biết chắc nếu như nước em chảy đá mềm đó, hương nước chảy đá mềm, mình biết là có thể lúc đó con mình là cái phao thôi không. Nhưng mà mình chấp nhận luôn làm cái phao, chấp nhận luôn, tính đường dài mà chị. La em là anh bất cần ai ở xung quanh, anh không có để cái mắt em đâu nữa hết. Không phải là la, tại vì cái tiếng em nó lớn, cái giọng em nó quang thôi chứ không gọi là la. Nó qua la là quang quá. Còn cái chuyện gia trưởng là trời, cái đó cũng quang nữa. Sao quang sao? Tại vì quang ức quá vậy. Trời, em nhiều cái em cảm thấy em quang ức lắm anh. Ảnh ít có chịu nghe mình nói. Khi mình bị út ức cái mình khóc, mình khóc cái nhiều khi mình nghĩ trời, có nào sống với anh này mốt mình bị bệnh trầm cảm không. Tại vì em là người rất là nhạy cảm, mà em ôm một cái nhiều khi em rần rần trong người, em khó chịu lắm. Thì có sao đâu, ủa vợ chồng mà. Thì vậy đúng rồi, nhưng mà nhiều khi là 2-3 ngày liên tục mệt chị. Tài nói em giống PSI không? Không, không có, nhưng mà em tự tin sắc đẹp em. Bởi vì bây giờ xin mời tự tin giới thiệu mình. Em tên là Phương Thanh, xã em tên là Hải Dương. Không, hôm nay sân khấu chúng ta đón chào hai người có cái tên giống nhau. Đó chính là Phương Thanh ở Hải Dương nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 tuổi. Em là bao nhiêu tuổi? Dạ em với bà xã em bằng tuổi nhau luôn. Hai tụi em là kinh doanh, ở nhà mở cửa hàng kinh doanh. Hai em là quen nhau như thế nào? Bà xã là quê ở dưới Bến Tre, còn em là ở trên thành phố. Bạn của bà xã em á cũng nhà dưới quê là ở đây học chung với em. Cái vô tình là hai nhóm đi chung gặp nhau, là em gặp bà xã em. Em gặp ảnh em có ấn tượng nhau? Dạ ấn tượng xấu mà. Nhóm bạn đó là nhóm bạn của ảnh. Bạn em chỉ rủ em đi chơi thôi. Em tới thì em lịch sự chào mọi người. Cái em gặp đầu chào từng người, ai cũng lịch sự chào lại mình hết á. Cái chừng em quay qua em chào ảnh, cái anh ngước qua không giờ mà em cũng không chào lại. Cái hôm này cái là em thấy ghét rồi nha. Em nghĩ nha, trời ơi, thằng trai thành phố gì mà chảnh hách, thấy khó ưa rồi đó. Cái lúc đó là chồng em có phong độ như vậy không? Không, lúc đó mi nhon hơn chị. Chứ là đẹp hơn à? Hay dạ không, nói chung là em cũng không để ý, không quan tâm tới. Nhưng mà nếu bây giờ nhìn không biết là do đã yêu rồi nên thấy đẹp hơn hay sao thì em cũng không biết. Bây giờ đẹp hơn rồi đó. Dạ. Hay là lúc đó chưa có bạn gái, kiên ăn này nọ, tại chưa có gã, chưa có người yêu mà. Đúng không? Thì bắt đầu mình cũng phải giữ tướng rồi ngon lành chút xíu. Không, rồi sau này lấy vợ về rồi xả. Lúc đó em gặp vợ em thấy vợ em đẹp không? Dạ, thấy cũng bình thường đó chị. Đến khi nào thì em mới chú ý đến Hải Dương? Thật ra thì cái bữa lần đầu tiên đi chơi là bắt đầu tìm hiểu về bà xã em, hoàn cảnh, học hành, rồi sở thích, coi như là gần như là tìm hiểu là gần như triệt để. Rồi một chút xíu sau bắt đầu em mới nói đổi xe. Lúc đó bà xã em rất là dễ chịu, sao cũng được hết, rồi leo lên ngồi chở. Thật sự em có để ý gì tới ảnh hết á. Dạ. Rồi đến khi nào em mới để ý không này? Không để ý luôn anh, mà có nghĩa là ảnh cứ sắn tới vậy thôi. Giống như em thì thoải mái trong chuyện bạn bè, nó cũng bình thường thôi. Rồi cái ảnh mới sắn tới rủ đi coi phim hay coi ca nhạc rồi nắm tay. Nhưng mà em thụt lùi không à. Em nói thôi anh cho em thời gian đi. Xong cứ vậy là hai đứa cứ nhắn tin qua lại rồi gặp nhau vậy thôi. Nhưng mà như bạn bè thôi chứ thật sự chưa có yêu. Dạ. Bao lâu mới yêu? Lúc gặp nhau là hồi tháng 9. Sau cái tới Noel cái ảnh mới dẫn đi chơi nữa, rồi bắt đầu em mới nhận lời làm bạn gái ảnh. Nhưng mà thật sự lúc đó là em không có thương ảnh, thấy ảnh cũng quan tâm mình quá, lo lắng cho mình quá, rồi em ngại từ chối. Ủa em, rồi em biết vợ em chưa có thương em mà em cứ sấn tới vậy á, là mục đích của em là lúc đó là em muốn thỏa mãn cái gọi là cái hiếu thắng của mình, hay là em lúc đó là em lậm gỗ quá rồi, em thương gỗ quá rồi? Thật ra là lúc đó bà xã em đang thất tình. Em biết là nó thất tình nên rất là, thì em biết tâm lý của con gái rất là khó chấp nhận một người tình yêu mới. Mà thì em cứ coi như là em biết chắc nếu như nước em chảy đá mềm đó, hương nước chảy đá mềm, mình biết là có thể lúc đó con mình là cái phao thôi không. Nhưng mà mình chấp nhận luôn làm cái phao, chấp nhận luôn, tính đường dài mà chị. Bây giờ cái đường dài của tụi em sao rồi? Sau hôn nhân á thì sau hôn nhân thì tối nhiều gì cũng có người tâm sự nói chuyện. Tuy nhiên thì bà xã em thì kỹ tính quá, thích nề nếp, ngăn nắp này nọ. Còn em thì nào giờ thì ở mình, đồ đạc quăng lung tung, không có nề nếp gì hết. Thì cứ vậy là cứ nói hoài, lèm bèm, lãi nhãi. Có vấn đề đó cứ hàng chồng cứ nói hoài. Chồng á thì thấy là sau khi cưới vui hơn là lúc đăng cua đúng không? Dạ đúng rồi. Còn vợ thì sao? Tất nhiên lúc yêu nhau thì nó vui hơn rồi chị. Còn sau đám cưới sao không vui hơn? Sau đám cưới thì anh bộc lộ cái tính gia trưởng của mình nhiều quá. Em thì lại không thích cái kiểu là bị chỉ huy.
Đó, còn ảnh cứ lúc nào ảnh cũng phải ra lệnh cho mình hết. Mà trong khi cái bản thân em á là em chỉ thích là em hiểu cái vấn đề gì đó, kêu em làm em mới làm, chứ không có đợi cái em không hiểu gì hết mà kêu em làm, em đâu có thích làm. Mà ảnh lại cứ thích như vậy đó. Ảnh cứ nói em cứ làm đi rồi anh giải thích sao. Còn em cứ nói anh giải thích đi rồi em làm. Nó cứ này cứ phát sinh mâu thuẫn. Hoặc là có những cái sở thích của ảnh, ảnh thích chơi máy bay điều khiển. Ví dụ em muốn nói chuyện gì với ảnh á, cái em kêu ảnh ví dụ như thôi nghỉ cất cái đó đi, hai vợ chồng hữu hỷ tâm sự, không có. Tự nhiên vậy mình đâu có cái hướng gì để nói, hay là có những chuyện gì buồn mình đâu có trải lòng được. Thích lái máy bay hơn là lái mình. Kỳ vậy. Cái vấn đề đó lúc nào cũng bị nói, chị nói tại sao anh mê TV hơn mê em, tại sao anh mê máy bay hơn em, tại sao anh nó ôm tụi nó ngủ luôn đi. Có phải là do là bây giờ đã được rồi mất mê được chứ? Dạ không, dạ không. Tại vì em thấy là mình sống nhau cả đời thì nay không nói mai nói. Rồi đó rồi. Không, cái đó là chị phải ngắt liền nha. Chị nói cái quan điểm đó là không được đâu. Giống như là cái quan điểm là giống như là khi mà chưa phải là của mình á thì bằng mọi cách phải là thuộc về mình. Cái mình cứ nghĩ là thuộc về mình xong rồi vĩnh viễn sẽ là của mình. Không có đâu. Nguyên trái đất mình đang tồn tại còn là tương đối đó cơn. Không có cái gì tuyệt đối đâu đó hả? Còn ngoài ra còn có cái gì mà em phát hiện? Cũng có một cái chuyện cũng vụ máy bay đó anh. Ảnh thì anh thấy ảnh mũm mĩm. Em thì em thích ai mũm mĩm em thích nựng vậy à. Mà mỗi lần ảnh sửa máy bay hay là gì đó, nói chung là vô phòng á là ảnh cởi áo anh. Mà anh nhìn vậy cho anh trắng dữ lắm. Mà trắng như nít cho mình nhìn mình dễ thương, mình thích. Cái em hay lại khều hay nựng hay chọt. Cái đầu quay qua trợn mắt với em. Nói anh đang sửa máy bay nha, không có đụng chạm, anh ghét nhất là anh đang làm em đụng tới nha. Là làm vậy cái em nổi điên lên rồi anh. Nói hồi vậy anh nhìn máy bay, anh thích nhìn máy bay, anh thích nhìn em nữa hả? Nó tối ngày anh cứ thích đụng máy bay thôi. Đó là cái em nổi điên lên vậy đó rồi. Rồi cái thứ hai nữa là anh la em là anh bất cần ai ở xung quanh. Anh không có để cái mắt em đâu nữa hết. Không phải là la, tại vì cái tiếng em nó lớn, cái giọng em nó quang thôi chứ không gọi là la. Nó qua la là quang quá. Còn cái chuyện gia trưởng là trời, cái đó cũng quang nữa. Sao quang sao? Tại vì quang ức quá vậy. Trời, em nhiều cái em cảm thấy em quang ức lắm anh. Thí dụ như em nói anh, có một số tình huống em cần phải đáp ứng nhanh, lẹ. Nhiều khi trễ một giây hay là nó chậm với nó hư công chuyện mình sao. Nên em cứ giống như là, tại vì em nói vợ em cứ làm đi rồi hết rồi. Mà lớn tiếng như vậy có ai nào mà tuổi thân không? Dạ có chứ, em là người cực kỳ dễ bị tuổi thân lắm. Tại vì em sống thiên về tình cảm nhiều. Cái thời gian mà bạn tuổi thân á, với cái việc mà chồng hay nói lớn vậy đó, tính ra cái tỷ lệ là bao nhiêu? 50-50 hay là 2/3 hay là... Chắc 2/3 đó chị. 2/3. Ảnh ít có chịu nghe mình nói. Khi mình bị út ức cái mình khóc. Mình khóc cái nhiều khi mình nghĩ trời, có nào sống với anh này mốt mình bị bệnh trầm cảm không? Tại vì ảnh đâu có chịu nghe mình nói nhiều đâu. Nhiều khi nửa đêm cái tắt đèn ngủ hết rồi, cái em ngồi em nhìn ảnh ngủ. Ảnh ngủ một xíu cái ảnh giật mình nghe, cái nói em bị khùng hả? Giờ này em ngồi đó. Anh nói vậy cái em càng khóc nữa. Cái nói cái anh em kênh quay vào chỗ khác. Cái em ngồi nhìn ảnh ngủ tiếp. Cái ảnh cô không đá động gì tới em. Cái em bước xuống giường, cái em đi qua bên ảnh, cái em đứng em nhìn ảnh ngủ tiếp. Có muốn gì nói đại đi chứ vậy sao ngủ. Ảnh càng nạt em lại càng không muốn nói. Anh để em dồn nén gì nữa, có ngày nào anh mất em nào anh hơi không hả? Cái ảnh nói sao mất, làm gì mất, có gì thì cứ nói coi đâu. Em có biết lý do sao mà vợ em ngồi nhìn em ngủ? Ây, vợ em nói chuyện không được. Không phải, vợ em mong chờ rằng là em sẽ giật mình thức dậy và nhìn vợ em và dành cho vợ em một cái ôm. Em có mong điều đó đúng không? Tại vì tính em thì nào giờ là coi như là không có lãng mạn, cũng không có coi như là ướt át lắm. Nên là mấy cái chuyện đó thì em làm em cảm thấy nó giống như giả tạo trong phim. Không phải. Em thở. Tại vì em là người rất là nhạy cảm. Mà em ôm một cái nhiều khi em rần rần trong người em khó chịu lắm. Nhạy cảm. À. Thì có sao đâu. Ủa vợ chồng mà. Thì vậy đúng rồi, nhưng mà nhiều khi là 2-3 ngày liên tục mệt chị. Em có muốn bù đắp cho cái việc mà em la vợ em trong lúc giấc ngủ bằng một cái ôm ngay tại sân khấu này không? Đứng lên ôm chứ. Hải ôm. Có thể. Trời ơi vợ tôi mà khóc như thế thì nói đi em, nói đi em, nói đi. Em muốn khóc em cứ việc khóc đi. Tại vì là hôm nay sẽ là một cái buổi mà rất là đáng nhớ của hai vợ chồng em. Chị nghĩ rằng á, không phải là chồng em không muốn làm cho em vui, nhưng đang chưa biết cách nào để làm cho em vui. Bởi vì bản tính của chồng em rất là thực tế, anh ấy không quen cái sự lãng mạn. Cho nên rằng em muốn chồng em làm điều đó, em cứ nói ra đi.
em nói ra đi, mà nếu sau hôm nay mà chồng em vẫn cứ tiếp tục như vậy á thì em có lỗi đó. Em thì không phải là không lãng mạn, mà lâu lâu em có làm lãng mạn, như khi làm cho bà xã em bất ngờ lãng mạn, nhưng mà không có thường thôi. Trời ơi. Bây giờ chị chỉ em đó nghe, nãy tại em tụng chỉ rồi. Em sợ là lâu lâu làm, là lâu lâu mình làm lãng mạn á, là nhiều khi em có thể làm cho bà xã em lãng mạn mà cảm động rớt nước mắt luôn. Nhưng mà em sợ là làm hoài mất công mốt nó hết nó lợn hết chiều à. Không thì lâu lâu làm cho rớt nước mắt, nhưng mà lâu lâu phải làm để cười thì hai cái đó nó khác nhau mà. Như nãy anh Tuấn anh chỉ đó, đêm mà tự nhiên mở mắt ra em thấy vợ em ngồi nhìn em cái, là thay vì em nói câu kia thì em nói cưng sao giờ manh vậy cưng đó, ví dụ như một cái cưng cưng làm gì anh ngủ không có được, ví dụ vậy. Thử bày tỏ chút xíu đi, tại vì cuộc sống này theo Thuận thấy thì nó ngắn ngủi lắm, đến lúc chúng ta muốn nói thì lại không nói được. Hứa đi, còn không biết hứa nữa. Em hứa. Hứa nhìn vợ, hứa đi. Hứa. Hứa gì? Hứa cái gì? Thôi nè, hứa thì nó cũng phải lãng mạn chứ đúng không? Ví dụ như hứa thì cũng phải là anh hứa với em. Đừng hứa với chị. Quên tất cả gia bộ người ta chỉ, thấy không? Ta chỉ. Anh hứa với em, anh sẽ không này đó. Ví dụ em mà có nựng anh thì anh cũng nựng lại á, đúng không? Còn đi, hứa. Rồi. Nói chứ bây giờ chị nghĩ vậy nè. Cưng, Phương Thanh đứng lên đi. Đó, nhìn vào mắt nhau đi. Hứa cái gì đi, rồi ôm nhau đi. Ôm rồi nhau đi. À, anh hứa là anh sẽ chăm sóc và thương em trọn đời. Ôi trời, cái đó là chắc chắn rồi. Rồi vợ hứa, vợ nói cái gì cho chồng phấn khởi rằng mà chồng sẽ thay đổi, chồng sẽ sửa chữa coi. À, em thì rất vui vì hôm nay là anh đã chịu nói ra những điều đó mà. Tại vì cái điều đó em mong được từ lâu rồi. À, mong rằng cái ôm này sẽ giữ mãi không phải là chỉ có ngày hôm nay và các ngày sau, tiếp nối. Và đây là cái ôm hạnh phúc mà Phương Thanh sẽ mãi mãi dành cho Hải Dương. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ. Chuyên gia cự cãi, ẩu đả xảy ra, bạn ôm em bạn đỡ em. Thế em vô tình tình huống này em muốn biết xử sao? Là em thấy là buồn buồn đó nha, em tức quá chia tay. Vì chỉ có vợ và vợ thôi. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào cặp vợ chồng trẻ, cả chồng và vợ ai nấy cũng đều xinh đẹp hết. Hai bạn giới thiệu về mình. Mình là Nguyễn Thanh Tâm, năm nay 28 tuổi. Công việc hiện tại của mình là bên thiết kế kiến trúc. Thế còn em? Dạ, em tên Yến ạ. Em 26 tuổi, em là giáo viên. Chồng là kiến trúc, vợ là giáo viên. Vậy cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Tụi em chơi với nhau từ nhỏ ạ. Tụi em học trong cấp 1, cấp 2. Chơi với nhau từ nhỏ thì cũng không ấn tượng gì nhiều về bạn này. Tại vì bạn ít nói lắm, mà lại trầm tính mà. Nhiều khi sống kiểu bất cận á. Mỗi lần đi chơi chung với nhóm mà bạn không muốn là bạn bỏ về rồi. Còn bạn thì bạn thấy vợ bạn như thế nào? Nói rất là nhiều, chơi rồi toàn là cô ấy nói. Mọi người nói là cô ấy hay cự cãi lại đó. Chuyên gia cự cãi. Sai mới cãi đúng không? Ví dụ như mấy bạn nói mà đi trễ là mấy bạn khác không nói là em nói. Mà hai bạn có một cái âm điệu giọng nói hơi hơi giống nhau phải không? Dạ, tụi em quá quấn ngãi à, nên gần nhà nhau. Cùng quê mà lại gần nhà. Sát nhà chung. Nhau, chắc nhau mấy nhà. Rồi bây giờ lại sống với nhau, trời ơi. Cả cuộc đời hai bạn gắn chặt với nhau ha. Lý do làm sao á, đến một lúc nào đó tại sao em lại yêu chồng em? Nếu mà thì tụi em thi đại học. Ờ, thi đại học. Không, đúng rồi. Cái làm rồi sao? Thì lúc đó em đậu, còn bọn này rớt. Ờ, cái bọn này rớt. Bọn này rớt rồi. Bọn này là bọn rớt. Chị Hồng Vân nó lại không có giống. Chị mà giống chị là người bản ngãi rồi. Dạ. Thì bạn rớt á, cái tụi em đi chơi với nhau á, bạn bỏ ra ngoài bãi đất bạn nằm, cái em mới nói là rớt thì rớt nhưng mà mình cũng phải vui vẻ để mình giữ không khí với anh em chứ, như vậy thì làm mọi người rất là buồn. Thì em nói bạn như vậy mà bạn cũng không chịu, còn bạn mà cứ nằm đó mặc ai nói gì nói, em ghét em bực mình bỏ về. Thực ra thì lúc mà em thi đại học em rớt á là gia đình là đặt kỳ vọng rất nhiều. Sau này nghe tin rớt thì cảm giác mình mất tất cả rồi, không còn gì nữa hết. Thì lúc đó em thấy cũng tội nghiệp, bạn mình rớt rồi thì thôi kệ bạn đi, thì thông cảm chút. Thì từ đó em mới suy nghĩ lại. Là bắt đầu từ lúc đó có cái sự thay đổi lại. Dạ, thì em thấy mình cũng hơi quá nên thôi.
Thì ngay từ buổi ban đầu là em với vợ như là nước với lửa vậy. Mỗi lần nói chuyện kết thúc vấn đề là hai đứa cãi nhau, hai đứa cứ như vậy hoài luôn. Nhưng làm mà đến lúc nào thì em có cảm tình như vậy? Sau khi rớt á là em ra Đà Nẵng em ôn, còn vợ thì vô Quy Nhơn học. Mà lúc đó thì hai đứa tình cờ gặp nhau trên mạng, thì hai đứa nói chuyện mà mình phát hiện là cô này là ngoài thì cứng vậy nhưng mà nhiều lúc nói cũng, khi nói trên mạng với mình hai đứa riêng thì cô ấy cũng rất là tâm lý, có cảm giác là mình hơi nhớ nhá. Bao lâu thì mới gặp nhau? Khoảng hơn nửa năm. Đó là Tết đó, là tụi em về quê thì là mùng 4 Tết á, nhóm tụi em á đang đi chơi thì cũng có gây sự một nhóm ở trong cái xã đó. Thì cái có ẩu đả xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Thì mấy bạn đây quánh lộn, em chạy theo bạn này em lôi lại thì em cũng bị đánh. Thì bị đánh rất cái tay luôn. Lúc mà em đánh em thấy bạn ôm em, bạn đỡ rất là nhiều. Em thì vì bảo vệ cho bạn mà bị chém cái tay hả? Bây giờ vẫn còn vết đó chị. Ồ, còn bản thân em là đã đỡ cho bạn rất là nhiều những cái cú mà nguy hiểm đúng không? Rồi sau đó là hai đứa như là tình cảm nảy sinh. Nghĩa là mình công khai với nhau thì bạn bè nó rất là bất ngờ, nó kêu hầu giờ không còn nói chuyện với nhau đứng câu mà tự nhiên yêu nhau hồi nào hay vậy. Hầu giờ ở trong cái gì nói cái gì nó mà nói lẹ dữ hay không? Mình hình dung á, nếu mà hai bạn nói tiếng địa phương á, lúc mà hai bạn tỏ tình với nhau á, anh yêu em hoặc là em yêu anh á, thì bạn nói như thế nào? Tụi em không có tỏ tình. Sao vậy? Khi mà cái cảnh hỗn loạn đó xảy ra đó thì thể hiện tình cảm với nhau luôn á, nó thay cái lời nói là anh yêu em yêu anh luôn rồi. Có nghĩa là sau cái bữa đó là về là hai đứa là không cần phải nói là đã đến với nhau luôn á. Dạ. Thì bạn đây bác nói là không cần phải nói nhiều, hiểu nhau được rồi em yêu. Nhưng mà ra cái phải nói luôn con là anh yêu em chứ. Đúng. Em chưa bao giờ được tỏ tình là như thế nào á. Chưa bao giờ luôn. Bây giờ tranh thủ ngày hôm nay mình nói một cái lời ngọt ngào với vợ mình đi. Tính em nó không thể hiện được như vậy. Bây giờ anh chị bắt ép em vô tình huống này em cũng biết xử sao. Trời ơi em mà em quên câu là phụ nữ yêu bằng tay hả? Em nói luôn, em nói biết điều đó thôi. Mà không bao giờ. Nếu mà làm không thì chưa đủ với phụ nữ. Đó. Còn phải thỏa thẻ bên tay. Tại vì em biết không, đây sẽ là một cái hôm mà sẽ lưu lại một cái kỷ niệm của vợ chồng em. Để sau này nhiều khi mình già mình ngồi lại hoặc con cháu mình nó coi lại, không phải là dễ có được cái cơ hội này. Chính vì vậy mà tụi chị mới muốn là em nên nói, nó sẽ là một cái dấu son trong cái cuộc sống của vợ chồng em đó. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi. Bây giờ để thay lời cảm ơn vợ, hai đứa yêu nhau lâu từ đó mới giờ nhưng mà anh không nói được lời nào. Bây giờ anh xin nói thực tình là anh yêu em rất là nhiều. Anh thay lời muốn nói thì anh xin hôn lên cái chỗ mà vợ đã đỡ cho anh lúc mà ẩu đả. Bây giờ là cả nước để chứng kiến tình cảm của chồng em dành cho em quá là tuyệt vời, quá là lớn lao. Vậy thì hai bạn á, sau khi mà đã đồng ý đến với nhau rồi đó thì trong cái thời gian quen nhau thì hai người hay giận hờn nhau? Có, nói chung là em gây lộn nhau, nó bắt đầu nó sẽ như thế này nè. Em nói anh một câu cái anh buồn buồn, anh ngồi xị vậy, cái em tức quá em nói đàn ông mà sao mà cứ thích hay nhăn nhó, cái em bật mình là em giận lại. Rồi anh bỏ đi về. Bữa sau cái em nhắn tin nè, em gửi mail nè, em nói gì cũng không trả lời hết. Em tức quá chia tay. Chia tay xong sợ có xuống dưới nhà ngồi xị vậy, ngồi xị miết. Em không thiệt cái đi về. Bữa sau cũng xuống tiếp mày ngày nào cũng như ngày nay xuống ngồi xị rồi về đó. Vì lý do đó mà chia tay đúng không? Dạ. Rồi cũng vì cái lý do đó mà chia tay không nổi, thấy tội nghiệp quá. Rồi cũng vì lý do đó mà giờ lấy nhau. Thật ra thì hai đứa khi xa nhau á là nhớ da diết lắm. Mà khi gần nhau lại cãi vã. Nhưng mà trong những lần cãi vã đó có lần nào mà nó khủng khiếp không? Chứ chia tay nhiều lắm. Sinh nhật ảnh em rất là nhắn tin, rất là tình cảm, thì cũng nhắn gửi những lời chúc đến ảnh. Khi em này nói chứ thôi em đi ngủ sớm đi, là em thấy là buồn buồn rồi đó nha. Mà tự nhiên em đang ngủ, một tin nhắn đâu nó lạc tới, mở ra coi nó không ăn nhập gì đâu hết. Lộn tin đó. Lộn tin nó nhắn cho người ấy mà lại nhắn nhầm cho em. Em rất là buồn, tại vì em nghĩ tình cảm nó thiêng liêng lắm, em bị mất niềm tin sâu sắc lắm. Có khi nào Tâm cố tình Tâm nhắn lộn như vậy để mà thử cái cảm giác của bạn gái mình không? Không, tại vì em biết tính vợ của em á, cái tình yêu đối với cô ấy nó thiêng liêng lắm. Anh Quốc Thuận cũng biết đó, nhiều khi mình đi lăng nhăng thì mình đi ở ngoài là còn về là bỏ qua hết rồi, về chỉ có vợ và vợ thôi. Đúng vậy. Thực ra là tình huống nó như vậy, cái người bạn gái đó là quen với một cái người bạn đại học của em, cô ấy ngoài Quy Nhơn, mình ở trong Sài Gòn, nên nhiều lúc cũng thiếu thốn tình cảm, đúng cà phê đồ này nọ thôi. Nhưng mà đúng dịp đó là hơi xui thiệt, là bị trúng dịp sinh nhật, ok là tụi mình đi chơi nên mình phải nhắn tin lại. Nhưng mà lúc đó vợ nhắn tin luôn, bấm sao nó nhanh quá, nhảy tin nhắn qua vợ mình luôn. Cái nội dung sao mà em sốc chứ chị ơi. Nhưng mà nói chung nội dung gì em cũng sốc á, tại vì đối với em không nghĩ là bạn em lại như vậy. Tại vì em rất là tin tưởng và em tự hào về điều đó, em nghĩ là bạn em rất là thương em và tiếp người không có lăng nhăng, nên thật sự em rất là thất vọng, mất niềm tin.
Bây giờ thì bớt mất niềm tin chưa? Nói chung là em biết chấp nhận hơn thì... Sao em không nghĩ rằng á, tất cả những người đàn ông trên cái cuộc đời này á, trước khi người ta chọn cho người ta một cái bông hoa của riêng người ta đó, người ta phải chọn lựa trong một cái vườn hoa đầy màu sắc, đầy các loại bông đẹp, mà em là cái bông đẹp nhất, đúng không? Tại vì cuộc đời á, em phải có sự trải nghiệm, phải có sự chọn lựa. Quen nhau, yêu nhau thì bao lâu thì mới là kết hôn? Nhưng tính luôn thời gian quen thì nhỏ. Thời gian yêu là 9 năm, còn thời gian quen thì... 15, 16 năm. Dạ. Trời ơi. Thì chứ còn gì nữa, cuộc đời hai bạn này là sinh ra ràng buộc từ đây cho đến lúc mà đám cưới kim cương mà. À, rồi có nghĩa là 15 năm chắc lấy nhau xong rồi lấy đâu xong có rồi, gì đâu phải còn tìm cái hiểu gì nữa là khó khăn đâu cần phải tìm hiểu nhau nữa, đúng biết hết rồi, hiểu hết rồi. Em nghĩ là quen nhau lâu thì sẽ sống với nhau, nó hiểu nhau, nhưng mà một thời gian dài sau đám cưới em bị gọi là khủng hoảng. Sao vậy? Vì anh vô tâm á, bữa nữa anh hay làm việc khuya nè, làm việc xong là coi đá banh. Nhiều khi ngủ một mình mà rất là buồn vậy. Mà anh cũng không hiểu sao chủ nhật muốn anh chở đi ăn sáng, anh cũng ngủ tới 9-10 giờ. Và ngày này qua ngày khác thì anh cứ làm như vậy miết, thì em rất là buồn. Thì em nói với anh ấy thì anh nói là anh đâu có xấu như vậy đâu, anh nói là anh cũng tốt mà. Rồi hai chồng chỉ nên lạnh với nhau. Thực ra thì trong giai đoạn đó là giai đoạn áp lực với em. Tại vì lúc đó là chuyển công việc cái gì, mà công ty mới thì nhiều việc quá. Mà mình cứ nghĩ là vợ với mình sống với mình quá lâu rồi, mình đinh ninh là vợ mình quen. Phải hiểu mình, phải hiểu công việc của mình. Dạ, đúng là hơi vô tâm thật. Vợ chồng mới cưới mà, nói chung là cũng muốn gần gũi tí. Nhưng mà nhiều khi mình hơi vô tâm tí. Rồi vợ em có hành động gì để mà làm cho em hiểu được cái điều mà vợ em buồn không? Sau này thì vợ có viết lại một lá thư, nói là hai đứa mình chắc là không hợp rồi, quen nhau lâu nhưng mà bây giờ anh không hiểu em thì mình nên chia tay nhau đi. Sau đó thì bỏ đi. Em chỉ viết thư em nói rằng là em rất là thất vọng vì ảnh. Và em mới qua nhà em ở một ngày để cho ảnh có thời gian đi, ảnh nhìn nhận lại mọi việc. Chứ nếu mà cứ ở bên nhau mà chỉ nên lạnh hoài thì ảnh cũng mệt mỏi. Em hy vọng là ảnh đọc đó rồi ảnh cũng có rung động rồi cũng nhắn tin kêu mình về chứ. Không luôn. Cả một ngày tắt điện thoại xong cái em trong trong mở điện thoại lên coi, không có tin nhắn. Vô Facebook coi, không có tin nhắn. Vô mail cũng không có. Giờ đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu, phải qua nhà bạn ngủ thôi. Ủa, khi mà Tâm đọc cái lá thư đó là Tâm không có sợ vợ của mình là đi đâu gặp phải một cái gì hay sao? Cũng biết tính vợ rồi, đi đâu đó rồi hay về. Nhưng mà lần này thì cô ấy đi thật. Trong cái lúc mà vợ đi đó, em trong giấc ngủ em có một cái giấc mơ thấy vợ mình quanh quẩn ở cầu Sài Gòn. Sao vợ yêu mình ở cầu Sài Gòn? Quanh quẩn ở cầu Sài Gòn. Sau đó là kết hợp với cái tin nhắn của một cái đồng nghiệp trong khoa của vợ đó. Yến ơi em làm đừng cái làm điều dại dột. 1, 2, 3 là em mặc đồ cấp tốc lấy xe chạy xuống cầu Sài Gòn tìm vòng quay luôn. Không thấy đâu cả. Mình sợ mình muốn em muốn khóc đứng ngay tại cầu mà khóc luôn đó. Nghĩ là vợ đó. Cái chuyện đó là xảy ra bao lâu? Mới đây hả? Mới đây thôi. Thực ra em không phải là vô tâm đâu, chị nghĩ là em chủ quan. Vì cái cuộc tình của tụi em á, nó lâu quá rồi. Đâm ra là em cứ nghĩ là vợ em hiểu em từ chân tơ kẻ tóc, từ bên trong ra bên ngoài. Đâm ra là em cứ nghĩ rằng á, là em không cần phải nói thì vợ cũng sẽ tự hiểu là mình. Dạ, em hiểu nhưng mà em không chấp nhận được. Nhưng mà em đã nói ra những cái suy nghĩ và những cái không đồng ý của em với chồng chưa? Nói nè, nhắn tin nè, mail nè, không trả lời, viết thư bỏ đi, không thèm nói gì hết. Sao vậy em? Chồng em nói rằng là em mà dặn anh là anh không làm được gì hết á, là anh không suy nghĩ được gì. Chẳng thà nếu mà dặn nhẹ nhẹ thì anh còn biết anh sai, mà em mà dặn nhiều là anh không biết làm gì hết. Trời ơi. Anh chỉ buồn thôi. Có nghĩa là chồng em cũng đã nói ra cái tâm tư của chồng em cho em nghe rồi, mà bây giờ vẫn chưa tìm được cái đáp số chung. Thì sau được đó thì cũng nói chuyện với nhau thì cũng khóc với nhau luôn. Vì mình cũng quen nhau lâu mà để đánh mất tình cảm như vậy thì quyết định là làm lại từ đầu. Đầu tiên là đăng ký tham dự chương trình này luôn để đánh dấu một con mốc là chúng ta sẽ bắt đầu từ đây là chúng ta sẽ thay đổi, xây dựng cuộc sống. Nếu vậy thì ngày hôm nay là phải nói hết những cái gì mà mình muốn. Dạ, thì em muốn ảnh quan tâm đến mọi thứ hơn, tâm lý một chút xíu để hiểu vợ, với nữa là thể hiện cái tình cảm với vợ một chút. Dạ, thật sự thì em cũng hơi nội tâm, không quen với cái việc biểu lộ cảm xúc ra. Nhưng mà cái đó chị nghĩ em nên sửa. Bây giờ buổi tối khi mà hai vợ chồng đã xả được hết những cái công chuyện rồi như kia nọ, nói là Cưng à, Cưng có biết là bây giờ anh ước điều gì nhất không? Đó. Hỏi vợ sẽ hỏi là điều gì về anh? Em bớt nói lại một chút. Em bớt nói lại một chút được không? Hiểu không? Bây giờ đó, anh mà nói được câu đó là em sẽ im một ngày luôn. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Tối nay về áp dụng thử thôi. Đồng ý không? Ok. Xin cảm ơn em ạ. Để em đeo tay 2 tiếng đồng hồ. Mày thấy chưa? Sáng mắt chưa? Mà chị không được như vậy. Sao em nói thì em đi đâu, tại sao tắt máy? Em đòi sự công bằng thôi. Mong muốn của mình không có được thỏa mãn. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Dạ,
chào hai bạn. Hai bạn đều có một cái nụ cười tươi như hoa. Giới thiệu cho mình đi. Em tên là Đinh Phương. Năm nay em 32 tuổi và em là kiến trúc sư. Em tên là Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi, em là nhân viên xuất nhập khẩu. Hôm nay là mình gặp hai kiến trúc sư. Bây giờ cũng là chú rể cũng là kiến trúc sư. Để xem hai ông kiến trúc sư này á, giống nhau ở điểm nào và khác nhau ở điểm nào. Và có một điều đặc biệt nữa là hai cô vợ đều tên là Yến. Em thấy lạ không? Đó. Chắc là kiến trúc sư thường thường người ta thích tên Yến. Hai bạn quen nhau thì khi nào? Tụi em quen nhau ở trên mạng. Thì cũng quen nhau, chat với nhau, nói chuyện mấy tháng. Sau đó thì ảnh mới rủ đi uống nước. Thì ảnh hẹn em mà ảnh để em leo cây 2 tiếng đồng hồ. Coi như lần đầu tiên mà đã trễ 2 tiếng đồng hồ. Trễ 2 tiếng là... Vậy thì cái khi mà em gặp rồi, cái ấn tượng của em về anh này sao? Lúc mà anh tới thì anh cũng có tặng quà. Mở ra thì là cái cột tóc. Là mình nghĩ là đây là thứ dữ rồi, thần kinh rồi. Bây giờ thời buổi này làm gì còn ai tặng cục tóc mà cái cục tóc bằng đá hộp không, mà chị rất là nặng. Đúng rồi, gặp ảnh luôn rồi. Sau đó là ảnh hỏi em muốn đi uống nước ở đâu. Thì em nói bây giờ em chưa ăn tối, đi ăn. Thì em rủ anh đi ăn lẩu xí quách. Món đấy là món lần đầu tiên em nhìn thấy. Nên là em thấy toàn xương không à, có cái gì đâu mà ăn. Tại sao lại lần đầu tiên đi gặp là phải vào nhà hàng hay là vào cái gì đấy. Nhìn cho nó lãng mạn. Lãng mạn ấm cúng một chút. Đằng này đưa vào cái quán đấy mà gọi nguyên một cái thau mà xí quách mà lẩu xí quách toàn xương không? Không có một miếng thịt luôn á, nhìn hoài mà. Anh thì là thích đi đến một cái nơi nào nó lãng mạn, có hoa hồng hay là có bò bistec rồi ngồi ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Nghĩ sao đi ra ăn lẩu xíu quách. Tại vì Yến đã nói Yến là người rất thực tế mà. Đúng thích rồi. Ăn cái gì thì ăn cái đó. Không cần thiết phải tặng thêm cái cục tóc mà coi như sến rợn đá không, đúng không? Tặng quà chị mà vẫn còn để giá luôn. Rồi quá. Tới lần sau thì em đang đi với một nhóm bạn em đi ăn ốc. Thì anh này mới hỏi đang ở đâu. Thì em nói em đang đi với bạn em. Anh thích thì anh chạy ra. Thì mình đi ăn với bạn mình uống bia. Có mình ảnh kêu nước ngọt uống. Bạn mình đã nhìn thấy là giống như là đối tượng này không có hợp gu. Tại sao mà giống như kiếm đâu ra mà một cái động vật quý hiếm như vậy. Cái này mình đến chính là mình là phải giữ điểm cho mình mà. Lần đầu tiên mà gặp mà cứ đưa bia ra uống mà trong cái đấy là chẳng lẽ mình cũng hùa leo luôn. Cái đấy người ta sẽ đánh giá mình nó khác. Mình là người nghiêm túc mà đấy. Đấy, chiêu chiêu. Ông là hai vợ chồng này giống như bị lật pha. Hoàn toàn luôn chị. Lúc bao giờ thì em mới cảm nhận được ảnh? Khoảng 3 tháng sau là tụi em chính thức quen nhau. Mẹ em thì cũng đồng ý. Nhưng mà anh trai của em á mới hỏi là quen như vậy thì có xác định là cưới không? Tại vì lúc đó em cũng có mấy người muốn cưới á, thì anh này trả lời nói là chưa xác định được. Chính xác là chưa có trả lời được ngay từ bây giờ. Bởi vì là mình cũng có gia đình, mình phải hỏi ý kiến là con bây giờ con quen một người như vậy đó, gốc gác như thế kia đó, bố mẹ thấy như nào. Rồi lúc mà em trả lời như vậy, phản ứng của ông anh em như thế nào? Anh nói thấy chưa, mày thấy chưa, sáng mắt chưa. Thì em cũng nhắn tin với anh này luôn là chia tay. Anh này mới nói là quá nóng tính. Tại sao mà mới nghe như vậy mà đã nói chia tay rồi. Tại để anh về anh hỏi gia đình. Bao lâu thì mới đám cưới? 6 tháng sau. Đó là sao? Dạ. Vậy thì trước cái đám cưới đó hai bạn có gặp phải những cái trục trặc gì không? 3 tuần trước khi cưới tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nhưng mà em thì có cái tính là đi chơi cái là em quên hết. Mà mình đi chơi hay để chế độ máy bay. 11, 12 giờ mà chế độ máy bay thì nằm ở đâu rồi? Sắp cưới rồi lại mơ tưởng đến cậu nào nữa rồi. Lại này nọ rồi, ABC rồi. Em đi đám cưới bạn nhưng mà về trễ. Thì anh này gọi hoài cho em không được. Anh mới nhắn tin cho một đồng nghiệp ở trong công ty em, nói chị đó là che giấu em, tiếp tay cho em đi chơi vậy đó. Mà trong thì... đấy nghe điện thoại vẫn nghe rõ ràng là giọng nói đấy. Đang hát hò mà đang hát mà. Lúc đấy hơn 12 giờ rồi chứ. Có mình bực lên. Em mắng cái chuyện đó luôn. Đúng rồi, bảo chị không được như vậy. Bọn em sắp cưới nhau rồi. Mà đâu phải đi chơi mỗi nữ không đâu, nam nữ tùm lum đấy mà. 11, 12 giờ đêm đấy. Mà lại biết, khóa máy. Biết chuyện gì xảy ra đâu. Không có gì hết chị. Em đi chơi thì cũng đi hát hò với bạn bè thôi, kiểu như đi đám cưới giờ mình đi tăng hai thôi. Anh này gọi cho em không được, tức quá đi nhậu. Đi nhậu xong té xe, bị xây xát người á. Anh đi nhậu về tới nhà thì cũng gặp em vừa về tới. Bực tức anh mới nắm tay em hỏi tại sao em nói đi em đi đâu, tại sao tắt máy. Mình đang nóng trong người sẵn cái vụ mà gọi điện thoại cho chị đồng nghiệp mà trách người ta như vậy. Thì em mới đi lấy gáo nước em tạt ảnh để cho tỉnh. Cuối cùng có tỉnh không? Đâu có tiền được đâu. Nhưng mà lúc đó là em có biết là chồng em vừa mới bị đụng xe không? Dạ không. Sau đó là em lên em dọn hết đồ đạc quần áo của ảnh, bỏ vô vali quăng ra ngoài đường. Và bê hết giường tủ mà đã đóng á, bê ra ngoài. Em nói anh mang hết về em không cần nữa, không cưới gì nữa. Ảnh không nói gì nữa.
anh đi về. Sáng hôm sau em đi làm xong, tối em về em đi chơi với bạn. Thì tối anh này sốt trên 40 độ thì mẹ không biết chuyện gì hết. Chỉ biết là bị sốt đưa đi. Lúc vô bệnh viện chỉ có gọi vợ thôi. Mẹ em mới gọi điện để em vào bệnh viện gấp. Thấy thảm quá mới làm hòa. Tại ra nước lạnh mà bị sốt 41 độ. Khi đấy là em bảo là khi nào mà xong bệnh cái này rất luôn, không có cuối hỏi gì nữa. Xong luôn rồi đó. Nhưng mà sau này vào thấy chăm sóc kỹ quá. Lại thôi. Bây giờ thực ra là mọi chuyện nó đã qua rồi. Nhưng mà chị hỏi thật nè, bây giờ Yến còn nóng tính vậy không? Nóng tính thì cũng còn, nhưng mà anh ấy rất ít nói, không nói nhiều đâu. Nhưng mà khi nào mà em làm cái gì sai á, nói hoài à. Ví dụ nói một lần mình biết mình sai, mình đã im lặng rồi, mà nói nữa là em đau. Mình phải nói như vậy mới thấm. Bây giờ Yến là bớt nóng tính rồi. Dạ. Còn cái vụ đi chơi á, có bớt được không? Bớt nhiều. Khi nào mà có kèo nào mà chín nghĩa là sự kiện mà không thể từ chối được là phải đi. Anh đang muốn hỏi là em là được mấy bé rồi? Em được một bé 20 tháng. Chắc có lẽ là có con rồi cho nên là Yến bớt đi chơi lại ở nhà chăm con không? Không, cái này là do là em đòi sự công bằng thôi. Con thì con chung, trông thì cũng có thể là trông chung thôi. Có lúc nào mà vợ đi đằng vợ, chồng đi đằng chồng rồi con ở nhà một mình không? Không ạ, con nhà với bà ngoại. Bây giờ ở nhà là ai là người giữ tiền? Ngay từ đầu cưới á, thống nhất tiền ai người ấy xài, không có liên quan nhau hết á, đồng ý luôn. Nhưng mà đến lúc lấy về thì đâu rồi anh? Lúc đầu thì nói như vậy, nhưng mà tới lúc sau thì mình phải suy nghĩ lại. Giờ cuộc sống hai người là phải góp gạo thổi cơm chung, thì tiền bạc cũng phải góp vô. À, mình chỉ thấy mình góp thôi chứ mình đâu có thể bạn góp đâu. Góp rồi chứ đâu có bạn giữ rồi. Bạn đâu có góp gì đâu. Nhưng giờ ngược lại thì giờ bạn có rửa chén chưa, có lau nhà, có giặt đồ chưa? Không phân công nhiệm vụ chị. Ví dụ em nấu cơm thì anh sẽ rửa chén. Còn em lau quét nhà thì anh sẽ lau nhà. Còn em giặt đồ anh sẽ phơi đồ, nhưng mà bây giờ thì anh làm 60%. 60%. Đó, bây giờ mới lòi từ từ ra nè. Bây giờ tới vụ con nè. Tại vì em phải cho con ăn, em cũng nói với anh nếu như mà anh cho con ăn thì em sẽ làm những cái việc còn lại. Cũng đã đổi vai cho con rồi. Ăn khó lắm, không làm được đâu. Tại vì mình có kỹ thuật. Còn anh này không có kỹ thuật là cho ăn là bị ói. Cho nên là anh thấy khó quá thì anh mới nhận lại là làm việc nhà để cho em cho con ăn. Em cho con ăn anh thấy em làm nhanh quá. Xong rồi em với con ngồi coi tivi mà anh phải làm là anh tị. Bây giờ chị hỏi nè, nãy giờ thấy kể xấu nhau vậy đó, nhưng mà em có hạnh phúc với cái gì mà em đang có không? Thật sự thì em rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng em hoàn toàn là trái ngược nhau. Vợ mình hòa, em thì mình thủy. Đấy, rồi vợ thì nói nhiều, em nói ít. Vợ thì ham chơi, em thì lại không có ham chơi. Đấy, hoàn toàn trái ngược nhau 100% luôn. Nhưng mà em thì lại thích như vậy. Vì em thiếu. Nhưng mà có một cái điều ước thì em sẽ ước vợ em thay đổi cái gì? Bớt ham chơi đi một chút, siêng năng một tí. Rồi em anh này á, anh mê chơi game lắm, rồi nóng tính lắm chị. Ví dụ em đi xin đi chơi 9 giờ về đi, mà 9:30 em mới về là nói em là đồ nói dối, đồ lừa đảo, đồ nói xạo, kiểm soát em kỹ lắm. Em đi làm mà ví dụ như anh gọi điện thoại di động mà em không bắt máy là anh suy luận là em đi chơi. Thì đúng rồi, nếu mà mình nghiêm túc thì mình cứ bốc máy bình thường, bọn em đang ở đây này đấy. Tại em vì nhiều khi mình công việc mình không có cầm điện thoại. Nói chung là vậy không, là suy luận này. Nhưng mà em có hạnh phúc giống như chồng em đang hạnh phúc không? Dạ có chị, nhưng mà mong muốn của mình không có được thỏa mãn. Ví dụ như World Cup, mình xem đá bóng đi thì mình phải hô hào. Không, mở tivi nhỏ xíu không cho coi. Lúc mà chưa có con á, đi xem đá bóng, đi ra bờ kè á, có màn hình chiếu, mình uống bia, uống nước ngọt. Nào mình hô thì ảnh giữ nguyên một nét mặt luôn, không có hào hứng gì hết á. Mà mình muốn sắp qua bàn bên kia ngồi, tại vì người ta sung quá. Bây giờ vậy nè, thực ra những cái mâu thuẫn của hai bạn á, không có phải là cái gì trầm trọng đâu, mà nó mang tính chất vùng miền là nhiều. Bạn tìm hiểu kỹ một chút về con trai Bắc, ngược lại á, bạn phải tìm hiểu kỹ một chút về con gái miền Nam, thì bạn sẽ thấy rằng có những cái á, bạn không thể bắt vợ bạn thay đổi được. Ví dụ về cái hướng ngoại á, ngược lại á, thì con trai Bắc á, họ hướng nội rất là nhiều, thì mình cũng không thể nào bắt chồng mình phải hướng ngoại như mình. Tuy nhiên á, đã là gắn kết với nhau trong cuộc sống vợ chồng rồi á, thì mỗi người nên nhường nhau một chút, giống như đó là món quà cho nhau về mặt tinh thần. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn em. Rồi. Cảm ơn chị.